là cái miếng bát chỉ thì cái bì rất là giòn. Chào các bạn nhé, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhé. Thì hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở trên cây xăng Dốc Đôn, một trong những khu có rất nhiều những món ăn ngon ở Lạng Sơn. Và hôm nay thì khá lâu rồi mình không đến đây, mình quay chia sẻ cho các bạn một chút những món ăn rất là ngon của chị ở trên cây xăng Dốc Đôn. Đây thì hôm nay mình đi khá lâu mình không ăn, mình thèm quá, mình đến đây mình quay mua xong cũng như là quay chia sẻ cho các bạn một chút. Đây, xe của chị thì vừa mới ra. Thì ở đây thì có đầy đủ các loại món, các bạn có thể nhìn thấy cho mình, từ ba chỉ này cũng như lạp sườn, cũng như sau đó là chân giò quay. Bạn nhìn thấy không, khá nhiều khách bắt đầu di chuyển đến rồi ạ. Đây, bây giờ chị đang điều lửa làm sao cho cái thịt nó nướng nó nhanh, cũng có khá nhiều khách bắt đầu đến đây rồi đấy. Các bạn nhìn thấy ở phía xa xa là có khách đang đợi rồi. Cái trên cùng thank you.
ấy, đó là thuốc 70 đồng không? Vẫn đam mê. Thế đến tầm này thì làm gì còn gì ăn? Hết rồi. Có lạp sườn thôi, còn một khúc thôi. Ăn nào. Một khúc lạp sườn ăn không? Một khúc lạp sườn á. Sớm rồi em ạ. Có cái gì ăn kìa đấy. Chắc mốt được nhỉ. Trên này. Trên này á? Ừ. Lâu lắm không gặp anh Thắng này đấy. Lâu nhỉ. Bao nhiêu năm rồi? Bê làm đâu em? Em làm với tỉnh này. À, chuyển về đây à? Em về từ 2016 rồi. À.
Thì lâu lắm rồi đấy nhỉ. Và lâu lâu thấy clip của anh trên mạng thôi nhé, chả sớm nhưng mà còn khá là nhiều khách nhá, thì mình sẽ phép mình dừng cái video ở đây nhá. Đây lại thêm một khách đến đây. Và nào trước thì thưởng thức món ăn của chị thì nhớ ghé lên trên này ăn một lần nhá. Chị có rất nhiều món ăn ngon. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo của mình nha.